nữ giám đốc thuê ba người, đổ dầu thải, làm bẩn nước sạch sông đà là ai? Nghi phạm ra đầu thú và khai, nữ giám đốc tên Trang. Đã thuê ba người, đi trên hai ô tô, mang 10 khối dầu thải, đổ ra đầu nguồn nước, gây ô nhiễm nước sạch sông đà. Tối 20 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận Lý Đình Vũ, 37 tuổi, chú xã Xuân Lâm. Huyện Thuận Thành, từ Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh, làm rõ vụ đổ dầu thải xuống đầu nguồn, gây ô nhiễm nước dẫn vào nhà máy nước sạch sông Đà. Theo cảnh sát, sau khi ra đầu thú, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định. Trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Văn Lương, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, khoảng 10 giờ cùng ngày, Vũ đến trụ sở cơ quan điều tra để đầu thú, sau khi được lực lượng chức năng vận động. Vũ khai anh ta quen biết với người phụ nữ tên Trang, trong một lần trò chuyện, Trang nói công ty gạch của cô tại thị xã Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ có chất thải là dầu cạn, nên muốn thuê Vũ đi đổ giúp với giá 7 triệu đồng. Sau khi nhận lời, ngày 6 tháng 10, Vũ thuê Đại và Thám đi xe tải đến công ty của Trang lấy chất thải rồi đưa xe về gửi tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hai ngày sau đó, Vũ cùng hai đồng phạm đi xe tải lên khu vực vắng người ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ. Trước đó, hai người liên quan vụ án gồm Nguyễn Trương Đại 25 tuổi và Hoàng Văn Thám 33 tuổi. Đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Họ khai ngày 6 tháng 10, được Vũ thuê lái ô tô, vượt hơn 100 km, từ Bắc Ninh đến công ty gạch. Gốm xứ Thanh Hà, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, để lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa, với tổng dung tích khoảng 10 mét khối. Sau đó hai người này, di chuyển tiếp quãng đường, hơn 110 km, về công ty cơ khí cao su K90, ở xã Trí Đạo, huyện Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên để gửi xe, Ngày 8 tháng 10, Vũ và hai đồng phạm sử dụng ô tô chở chất thải đến xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến huyện Kỳ Sơn để đổ trộm. Ngày 9 tháng 10, người dân các xã Phúc Tiến và Phú Minh, huyện Kỳ Sơn Hòa Bình phát hiện việc đổ trộm dầu thải trên đường liên xã Hợp Thịnh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có váng dầu tại suối bằng. Ở địa phương này, tiếp tục giả soát ngược theo dòng suối, đơn vị thấy trên đường liên xã của xã Hợp Thịnh và xã Phúc Tiến có đổ dầu thải. Dầu thải này chảy tràn xuống suối Châm. Vào cuộc điều tra, lực lượng liên ngành tỉnh Hòa Bình xác định có 2,5 tấn dầu thải bị đổ trộm vào đầu nguồn nước của nhà máy nước Sông Đà. Sau đó hiện tượng nước sạch Sông Đà có mùi lạ xuất hiện từ ngày 10 tháng 10 ở nhiều quận ở Hà Nội, thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không ăn, không uống nước nhiễm dầu và cung cấp miễn phí nước sạch. Sự cố khiến công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà phải ra thông báo tạm ngừng cấp nước để xúc xả tuyến ống truyền tải